Quý vị thân mến, hôm nay Tranh Gỗ Bùi Gia xin trân trọng giới thiệu tới quý vị một tác phẩm tiểu cảnh được mang tên Khúc Phượng Cầu Hoàng. Tác phẩm được mô phỏng dựa trên một khúc thân gỗ tự nhiên bằng gỗ hoàng đàn, với ý tưởng đặt hàng của một bác khách hàng tại Đà Nẵng là sẽ làm kỷ niệm vợ một tác phẩm nói về hạnh phúc gia đình vào đúng dịp ngày sinh nhật, và ngày sinh nhật của chị là ngày 2 tháng 11. Và xét thấy anh chị còn rất trẻ và cuộc sống gia đình rất là sung túc và hạnh phúc, anh chị có một bé trai và một bé gái, từ đó chúng tôi đã phác thảo ý tưởng là sẽ ra một tác phẩm Phượng và Hoàng để tượng trưng cho hạnh phúc gia đình. Và trên tác phẩm thì chúng tôi còn thể hiện rõ con Phượng và con Hoàng ở những cái đường nét rất là bay bổng và rất là sắc nét, ví dụ như là cái mỏ, cái mắt, cái mào, và sau đó là những cái cánh được vuốt rất là thon và rất là bay, không những là tả thực mà nó còn mang cả những cái nét huyền bí của đôi chim Phượng Hoàng ở trong đó. Bên cạnh đó thì còn thể hiện được cả hai con chim con để tượng trưng cho cuộc sống hạnh phúc của gia đình, cũng như là những cái truyền thống của gia đình được nối tiếp vào những cái thế hệ sau. Và đặc biệt, điểm sen nhấn ở trong tác phẩm này được chúng tôi cài những cái bông hoa cũng như là những cái phối cảnh, ví dụ như là hoa mẫu đơn để tượng trưng cho sự bền vững và sự sang trọng. Bên cạnh đó thì tác phẩm được chạm khắc hai con chim con được dưới vòng tay che chở của bố mẹ. Nó cũng giống như là một cái tình yêu thương vô bờ bến mà bố mẹ sẽ dành cho các con. Đặc biệt là những cái dải mây chúng tôi cũng cố gắng đục chạm và khoét đi để làm sao tạo lên những cái độ kênh bong và sâu nét nhất có thể. Bên cạnh đó thì những cái nông đuôi cũng như là những cái dải hoa được chúng tôi cuốn hết ra đằng sau để tạo ra độ bay cũng như là tạo cái độ nhẹ nhàng cho tác phẩm. Và quý vị nhìn thấy là vuốt ra đằng sau đây là những cái dải mây rất là dài, tạo độ nhẹ nhàng. Và hai đầu của chiếc gậy thì được chúng tôi vuốt thành cái gậy như ý để tượng trưng cho điềm lành và những sự may mắn nhất.